Sau thời gian cách ly theo quy định, các đội tuyển Việt Nam bước đầu triển khai công tác luyện tập làm quen với môi trường và điều kiện thi đấu. Tinh thần sáng tạo và sự quyết tâm của mỗi thành viên đội tuyển tiếp tục thắp lên ngọn lửa quyết tâm giành thành tích cao nhất tại kỳ Army Games 2020. Khử khuẩn các vị trí và dụng cụ trước khi bước vào huấn luyện. Những động tác đơn giản nhưng cần thiết để đội tuyển bắn tỉa Việt Nam luyện tập an toàn. Qua mỗi kỳ hội thao quân sự quốc tế, các bài thi đều tăng độ khó, đòi hỏi xạ thủ phải nhanh và có nền tảng thể lực tốt. Với sự chuẩn bị tốt về kỹ năng bắn súng và thể lực, đại úy Phan Chu Trinh và đồng đội quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất tại Army Games năm nay. Kết hợp với lịch công tác của đội tuyển thì tham gia tự giác rèn luyện thể lực từng ngày, từng giờ và theo kế hoạch để đảm bảo cho các xạ thủ có một cái sức khỏe là tốt nhất. Chuẩn bị nhanh, bắn chậm, bắn tốt từng bài, từng giai đoạn cuộc thi và cuối cùng là giành kết quả cao nhất trong hội thi năm 2020. Bám sát vào quy chế hội thi, điều kiện các bài bắn để từng xạ thủ luyện tập cho mình đạt được cái trình độ, kỹ năng, điều luyện thuần thục nhất để khi vào thực hiện các bài bắn, đặc biệt là giai đoạn hiệu chỉnh súng để đảm bảo đúng thời gian và hiệu chỉnh súng tốt nhất để thực hiện các bài bắn. Một hình ảnh rất đẹp và đặc biệt giữa thủ đô Moscow. Tranh thủ mọi thời gian, thành viên của đội tuyển văn hóa nghệ thuật lại ôn luyện các nội dung thi. Với mỗi thành viên đội tuyển, kỹ thuật tốt luôn đi cùng với sức khỏe tốt và tinh thần đoàn kết toàn đội. Các bạn ở đội đã có rất là nhiều những cái sáng tạo khác nhau. Ví dụ như là tải nhạc, làm nhạc tại chỗ hay là biên tập các chương trình để có đáp ứng yêu cầu xây dựng chương trình biểu diễn giao lưu, cũng như là tập luyện đáp ứng cái thời gian để biểu diễn phục vụ với dàn nhạc 60 người. Là các bạn giữ sức khỏe tốt, luyện tập hăng say và quyết tâm thi đấu để đạt được thành tích cao nhất. Thì cho đến hôm nay, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng về sự đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Sáng tạo và nỗ lực để quen với thao trường, thời tiết cũng như cách thức điều hành cuộc thi của ban tổ chức là mục tiêu của đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành tích từ các kỳ Army Games trước vừa là động lực, vừa là mục tiêu để các vận động viên quyết tâm thi đấu cao nhất tại hội thao năm nay.